All right, class, we have together covered test 1 and test 2, the topic code. All right, so let's move on test 3 and test 4, and we mainly deal with this reading. Thì chúng mình vừa mới cùng nhau đi qua test 1 and test 2, bài hội thoại giữa Anna và bạn Seki. Chúng mình điền đáp án vào bài hội thoại những cái từ bài hội thoại này còn thiếu, và sau đấy là nghe và trích lại. Chúng mình cũng đã cùng nhau thực hiện và đóng vai hai bạn này và đã thực hiện bài hội thoại rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần chính ngày hôm nay, đấy là bài đọc về Study in Australia. Ok, thì khi mà mình là bài reading ấy, thì đầu tiên được vào mắt mình nó sẽ là cái topic, cái title của cái bài text đấy. Thì khi mình đọc mà cái tiêu đề của bài đấy thì mình sẽ giới hạn được phần nào cái topic mà mình quan tâm đến. Bạn có thể thấy là cái phần study in Australia thì mình sẽ expect những cái từ vựng, những cái kiến thức nó sẽ liên quan đến giáo dục, education, right? Alright, thì trước khi mình đọc bài reading ấy thì mình sẽ đọc qua câu hỏi để mình biết xem là người ta yêu cầu mình sẽ làm gì, để khi mình đọc mình có thể tìm ra được câu trả lời để có thể tiết kiệm thời gian hơn. Bài đọc này thì khoảng 150 từ thôi, khá là ngắn. Mình muốn giới thiệu cái cách mình có thể đọc bài reading và trả lời câu hỏi hiệu quả được. Ok, look at task 3. Ta xin mời bạn Hằng nào, bạn có thể đọc cho mình yêu cầu của task 3 được không? Alright, read the text and answer the question. Alright, đọc và trả lời câu hỏi. Alright, we just have two questions here. Câu đầu tiên là how many universities are there in Australia? How many university? Alright, đây là câu hỏi về số lượng, có bao nhiêu trường đại học ở Úc, đúng không? Number two, who is awake for? Who is awake for? Awake for, alright. Awake cho những ai? Tức là cái awake này có thể là tên một chương trình, tên một cái sự kiện nào đấy, đúng không? For, cho, who, ai? Tức là cái sự kiện này nó dành cho ai? Cái tuần awake này nó dành cho ai, đúng không? Right. Đây sẽ là hai câu hỏi mà mình sẽ tìm thông tin mình trả lời. Tức là đơn giản mình chỉ tìm thông tin và mình trả lời cái câu hỏi này thôi. Mình không cần suy luận nhiều lắm. Nhưng đến task 4 rồi, xin mời một bạn đọc giúp mình yêu cầu task 4 nào. Okay, thank you bạn. Read the text again and choose yes or no. Read the text again. Mình đọc lại bài một lần nữa và choose yes or no. Alright, thế tức là cái bài tập này nó sẽ yêu cầu mình chọn lựa một trong hai đáp án là yes hoặc là no. Những câu hỏi đây nó sẽ mang tính chất là nó confirm lại cái thông tin, xác nhận lại cái thông tin mà nó đưa ra là đúng hay là sai. Đấy, tức là cái này mình nó sẽ yêu cầu mình phải hiểu được cái thông tin toàn bộ cái bài reading này thì mình mới làm được bài này nhé. Nó cần cả sự suy luận nữa, nếu đúng thì là yes, còn nếu sai đó, nếu sai thì nó sẽ sai ở chỗ nào thì mình sẽ điền là no, đúng không ạ? Thì cái phần phần này nó chưa có phần not given nhá, thì nó sẽ chưa lừa mình lắm. Nhưng sẽ có bài tập reading mà nó sẽ nói về phần not given, tức là những cái thông tin nó không có trong bài nó tự đưa vào, và ra kiểm tra xem là liệu mình có hiểu cái bài này đến mức như vậy không, đúng, sai hay là không có thông tin. Alright, và bài reading Study in Australia. Rồi, hai câu hỏi đầu sẽ yêu cầu mình một cái kỹ năng trong reading, đấy là kỹ năng skimming. Rồi, kỹ năng skimming nhá. Mình sẽ ghi vào xong đây. Kỹ năng skimming. Kỹ năng skimming nó sẽ yêu cầu mình. Rồi, đúng rồi.
Rất là tốt ạ. Kỹ năng skimming là mình sẽ đọc qua cái bài Study in Australia, đọc qua một lượt và sẽ get the main idea. Mình sẽ lấy được ý chính của bài này. Mình sẽ chỉ đọc trong vòng khoảng 2 đến 3 phút, và đối với một bài 150 word này thì theo mình chỉ cần đọc trong 1 phút 30 giây thôi là mình đã có được ý chính rồi. Skimming, mình sẽ đọc qua một bài này một lượt này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho cả lớp trong vòng 2 phút chúng mình đọc bài qua bài này nhé. Đọc qua và trả lời luôn câu hỏi số 1 và 2. Chúng mình xác định keyword của câu hỏi số 1 là how many university. Thì tức là mình sẽ mong expect là mình sẽ đọc được thông tin là có bao nhiêu trường đại học ở Úc. Và câu số 2 là who is a week for? A week cho ai? Đọc đến cái phần a week nhé. Rồi, chúng mình đọc bài và trả lời hai câu hỏi của test 3. Ok class, time's up. Hết thời gian rồi, chúng mình sẽ cùng nhau check qua nhé. Thế để đọc qua một bài này thì how many university are there? It's easy question, right? Yeah, the information lies in the second. Yeah, the second line. There are 41 university here. Okay, there are 41 university. Có 41 trường đại học ở đây. Ở đây tức là ở đâu? Australia. Đúng rồi, bài văn này đang nói về Úc mà, đúng không? 41 university. Yeah. Number 2, a week. Yeah, a week. Yeah, khi mà chúng mình đọc bài sẽ có gì đây? Zero. Khi mà đọc câu hỏi thì có thể nhầm thành a week, đúng không? Nhưng mà khi chúng mình đọc vào bài, đấy, đây là một con số, is a number, is zero, zero week. Cái zero week này thì cho ai nhỉ? Ok, zero week. Yeah. It's time to meet. Zero week thì nó sẽ nằm ở đoạn thứ hai nhá. The first week of the academic year. Academic year là cái năm học our university. Ở trường các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì mình có thể gọi là school year. Còn khi mà lên đại học ấy thì có thể gọi là academic year. Nó cũng mang cái tính học thuật hơn, nó formal hơn. The first week of academic year at university is a zero week. Cái tuần đầu tiên khi bắt đầu năm học ở trường đại học của chúng tôi là cái tuần không, zero week. It's a time to meet people, make friends and have a fun. Yeah, zero week isn't a time to study. Không phải thời gian học. Student hosts are here to help you. All right. Thế thì mình có thể suy luận ra được một cái là tuần zero week này là cho students. Yeah, students in the university, sinh viên trường đại học thôi, đúng không ạ? Students in universities. Đấy là hai cái thông tin mà mình có thể mình dùng kỹ năng skimming để mình tìm ra cái câu trả lời nhanh luôn. Rồi. Đến task 4, read the text again and true yes or no. Thì khi mình làm bài tập này thì mình recommend là các bạn gạch chân keyword trước, mình đọc qua tất cả câu hỏi đây trước. Bởi vì cái bước mà mình đã thực hiện ở test 3 ấy, nó sẽ cho mình một cái lượng nó rất là lớn, đấy là mình xác định được cái thông tin nó nằm ở đâu. Để khi mình đọc đến những câu hỏi câu số 4 này là mình biết nó nằm ở vị trí nào. Và mình sẽ đọc lại một lần nữa để mình xác nhận lại, mình tìm cái evidence, cái information phục vụ cho mình. Mình trả lời câu trả lời đấy thật là đúng nhất. Ok, ta đưa ra đây là các câu hỏi. Những câu hỏi bắt đầu bằng to be, trả lời là yes hoặc no. Những câu hỏi mà để đưa ra để kiểm tra thông tin liệu là đúng hay là sai. Rồi, có thể là người ta đưa ra những câu dạng khẳng định hoặc là dạng phủ định. Đấy, nếu mà đúng
là sai thì cũng được. Mà đây chúng mình thấy là quan sát là thấy là toàn bộ đây là câu hỏi trả lời là yes hoặc là no. Ok. Có 4 câu hỏi đây và xin mời bạn Linh nào. Nếu như mà câu 1 thì bạn sẽ xác định keyword đây là gì? Is Australia a young country? Yeah. Young country. Young. Mình sẽ đọc bài xem là liệu có phải là young hay là old country, đúng không? Một quốc gia trẻ hay là một quốc gia đã già rồi. Ok. Câu số 2 là always in the second. Yeah, second week of the academic year. Nó nằm ở tuần thứ 2 của năm học. Mình sẽ để ý đến keyword đây là the second. Liệu nó là first hay là nó là third hay là nó là fourth? Ok, hay là final, đúng không ạ? Nó là tuần thứ mấy? Đấy, mình sẽ để ý vào cái thông tin ở đây. Number 3. Xin mời bài nào. Are some students from other countries? Other countries. Một vài học sinh đến từ các nước khác. Đấy, liệu mình xem là liệu học sinh hầu hết là ở Úc hay là ở những nước khác nữa hay không? Đó, mình sẽ đọc lại thông tin là mình xem là yes or no. And the last one, are the whole students new students? Whole student, new student. Whole student tức là gì nhỉ? Những học sinh của nước chủ nhà. Host. Yeah, host là chủ. Yeah, chủ nhà và cụ thể đây là những học sinh của nước Úc. Những học sinh học tại trường đại học ở Úc. Còn new students là những học sinh mới. Tất cả những học sinh nước chủ nhà này, học sinh, host students, new students có phải là những học sinh mới hay không? Hay là họ là những học sinh cựu sinh viên hay là học sinh năm 2, năm 3? Đấy. New students, tức là những học sinh mà nó chưa biết nhiều thông tin về cái trường đại học đấy. Rồi, thì sau đấy là mình sẽ đọc lại bài này. Đọc lại nhưng mà mình không cần đọc hết. Tức là mình không đọc from beginning to the end. Mình chỉ đọc, mình lấy thông tin để mình trả lời câu hỏi thôi. A young country. Rồi, chúng mình sẽ... Đây, đây, đây. Australia is a very young and exciting country. Yeah. Mình xác định được đấy là young country. So, the answer is yes. Young country. Có thể tìm đến cái câu mà có từ young. Sorry, câu của từ country nhé. Có từ country. Australia is a very young and exciting country. Ngoài ra thì người ta còn thêm thông tin là exciting. Là một quốc gia nó rất là hấp dẫn. Tức là quốc gia hấp dẫn người đến, đúng không? Young and exciting country. Và mình chỉ cần một thông tin là young là đã đủ rồi. Để mình có thể kết luận câu này chính là yes. Move on, number 2 is a week in the second week of the academic year. A week. Nào, tìm thấy thông tin đến chỗ a week nha. Đây, nó bắt đầu từ đoạn thứ 2. A week is the second or not? Yeah, the first week of the academic year. The first week. Yeah, câu này sai rồi. So the answer is no. Không phải, nó phải là the first week. Number 3. Are some students from other countries? Có một vài học sinh đến từ các nước khác đúng không? Rồi, mình sẽ đọc thông tin tiếp nào. Yeah. It's the time to meet people and make friends and have fun. Chỗ này không có rồi, bạn này xem nào. Are you from another country? Yeah. Ở đây thì người ta dùng other countries. Others cộng với danh từ số nhiều, other countries. Nhưng ở đây bài gốc, cái từ gốc của nó là another country, một quốc gia khác. Another cộng với danh từ, đếm được số ít nha các bạn. Another country. Nó chỉ thay đổi một chút thôi nhưng mà cái ý nghĩa nó vẫn giống nhau. Đây là một câu hỏi để khi mà chúng mình đọc một cái gọi là cái poster hoặc là cái quảng cáo, đúng không? Kiểu sẽ chèn vào đấy những cái câu hỏi, những câu cảm thán để nó làm sao thu hút, attract, yeah, attract audience, yeah, nó thu hút mình.
tạo nên cái emotion, cảm xúc trong đấy sẽ hay hơn. Are you from another country? Bạn đến từ nước khác đúng không? Don't worry, don't worry. Đừng có lo lắng. Yeah, đừng có lo lắng. Many students here aren't from Australia either. Rất nhiều học sinh ở đây cũng không đến từ Úc đâu. Yeah, tức là đến từ nước khác, đúng không? Other from Australia, tức là đến từ nước khác. Yeah, so it is yes. Đúng rồi. And the last one, are you other home students, new students? Mình xem nhá. Trong đây không có từ new. Trong bài này không có từ new. New student, không có từ new. Vậy thì chúng mình phải tìm thêm thông tin để chứng minh là liệu những cái gì gọi là new student, hay là nếu mà học sinh mà đã biết cái trường này từ trước rồi thì nó sẽ có những cái đặc điểm như thế nào, đúng không? Chúng mình đọc thêm nhá. Đây, host student, khi xuống câu hỏi chuyển thành student host. Yeah, student host and host student, nó thay đổi một chút trật tự của từ. Are here to help you, nhưng mà nó vẫn mang ý nghĩa là học sinh của nước nước chủ ấy, nước chủ là nước Úc đúng không? Australia, student host are here to help you. Đấy, bắt đầu đến cái chỗ student host này. They are students who know the university well. Đọc đến đây rồi chúng mình sẽ biết như thế nào nhỉ? Who know the university well, biết được trường đại học well, biết, biết rất là kỹ, biết rất là tốt đúng không? Well, bổ nghĩa cho từ know này, biết một cách là rất là gọi là nắm rõ được cái trường đại học này ấy, đúng không? Thế tức là có phải là new student không? Không phải đúng không? New làm sao mà know the university well được? Ok, so it is know. Yeah. Đấy, mình chỉ cần đọc như thế, mình trả lấy được thông tin một cách chính xác và mình trả lời được câu hỏi. Yeah. Thì đối với bài đọc này, sẽ có chúng mình cần hai kỹ năng. Skimming, kỹ năng của trả lời những câu hỏi của test 4. Sẽ là kỹ năng scanning. Mình có thể thấy là cô chỉ cần đọc qua những phần liên quan đến câu hỏi của những câu trong câu task 4 này, tìm ra thông tin. Đó. Sẽ có những trường hợp mà người ta paraphrase, ta dùng những cái từ mà nó mang tính đồng nghĩa để chúng mình tìm thông tin nó khó hơn. Và nhiệm vụ là chúng mình phải suy luận một chút. Nó không đơn giản là mình tìm thông tin, mình trả lời giống như câu 1 và 2 của test 2, sorry, test 3, mà mình còn suy luận một chút nữa. Đúng, cái câu, đặc biệt câu số 4 này, new student, đó. Hiểu new student là như thế nào, thế đối nghĩa với new student là gì, đặc điểm của nó là gì, ok?